Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong video mới này. Các bạn xem video nếu thấy hay thì cho mình xin một đăng ký ủng hộ kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo video mới sớm nhất. Và ở hướng dẫn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc chiếc duy băng có hình con bướm cho bé như thế này. Để móc được một sản phẩm như thế này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một số thứ cần thiết. Trước tiên các bạn hãy móc sẵn cho mình một con bướm. Về hướng dẫn móc con bướm này, ở video trước mình đã có hướng dẫn riêng rồi, cho nên mình sẽ không hướng dẫn ở video này nữa, mà mình sẽ hướng dẫn tiếp móc từ phần cánh này để thành một chiếc duy băng thôi. Và hãy chuẩn bị thêm cho mình len, kim móc. Về size kim móc và kích cỡ của sợi len thì mình sẽ không cố định là bao nhiêu, mà phụ thuộc vào các bạn thích cái duy băng này nó bản to hay bé để các bạn lựa chọn sợi và size kim móc cho nó phù hợp. Và chuẩn bị thêm cho mình kéo, kim khâu len và 3 chiếc cúc. Chúng ta bắt đầu móc. Các bạn gầy mũi lên, thắt nút đầu sợi len lại, tạo thành một vòng tròn như thế này. Và trước khi móc hàng đầu tiên, các bạn lưu ý cho mình, ở đây là mặt phải của con bướm, ở đây mặt trái. Và hàng đầu tiên của chúng ta sẽ móc từ mặt trái này đi. Các bạn đưa kim móc qua cái đầu cánh bướm, kéo cái vòng tròn sợi len này qua, sau đó móc lên cho mình 3 móc xích, 1, 2, 3, và móc tiếp một mũi đơn cùng chân vào đây cho mình. Sau đó lại móc một móc xích. Và các bạn đã móc tiếp một mũi kép và cái ô trống kế tiếp này. Chúng ta lại móc tiếp 2 móc xích, 1, 2, và lại móc một mũi kép cùng chân vào đây. Các bạn lại móc tiếp một mũi kép sang cái ô trống kế tiếp này. Và tiếp theo lại 2 mũi móc xích, 1, 2, các bạn lại móc tiếp một mũi kép cùng chân vào đây, sau đó lại một móc xích. Cuối cùng các bạn móc vào cái đầu cánh bướm này cho mình một mũi đơn, sau đó lại móc 2 móc xích, 1, 2, và lại móc tiếp một mũi đơn cùng chân vào đây. Như vậy là chúng ta đã xong hàng đầu tiên. Để móc tiếp hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình 2 móc xích, 1, 2, sau đó quay ngược sản phẩm lại. Các bạn đưa cái đầu sợi len thừa này qua bên này để giấu đi. Các bạn móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân vào cái đỉnh của cánh bướm này. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai cùng chân, mũi kép thứ ba cùng chân, sau đó lại móc một móc xích và móc tiếp một mũi đơn vào cái ô trống kế tiếp này. Tiếp theo các bạn lại móc một móc xích, sau đó móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân vào cái ô chữ V kế tiếp này. Kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Các bạn lại móc tiếp một mũi kép vào giữa hai cái ô chữ V này. Sau đó chúng ta lại móc tiếp 3 mũi kép cùng chân vào cái ô chữ V kế tiếp này. Một kép, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Các bạn lại móc tiếp một móc xích, sau đó móc một mũi đơn và ô trống kế tiếp này. Tiếp theo các bạn lại móc một móc xích. Và cuối cùng các bạn móc liên tiếp 4 mũi kép cùng chân vào cái ô cuối cùng này. Kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân, kép thứ tư cùng chân. Như vậy là chúng ta đã xong hàng thứ hai. Các bạn rút cái đầu sợi len này cho nó chắc vào như thế này. Sau đó cắt bớt cái đầu sợi len thừa này đi. Chúng ta móc tiếp hàng thứ ba. Các bạn móc cho mình một móc xích. Sau đó móc một mũi đơn xuống cái thân mũi của cuối cùng của hàng dưới này. Các bạn lưu ý là chúng ta móc xuống thân mũi. Các bạn kéo cái thân mũi đơn này hơi dài một chút như thế này. Sau đó quay ngược sản phẩm lại. Bạn móc liên tiếp cho mình 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi liên tiếp ở đây. 1, 2, 3. 3 thân mũi. Các bạn móc 3 mũi đơn nổi vào đây cho mình. Một, hai, ba. Sau đó lại móc 3 móc xích. 1, 2, 3. Và các bạn bỏ qua cái mũi đơn kế tiếp này. Móc vào 3 thân mũi ở cái ô tiếp theo này. 1, 2, 3 này. Các bạn móc vào đây 3 mũi đơn liên tiếp. 3 mũi đơn nổi. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn nổi thứ hai. Các bạn lưu ý là móc vào thân mũi. Mũi đơn nổi thứ ba. Sau đó lại móc một móc xích và móc một mũi kép chìm vào thân mũi kế tiếp này. Các bạn đưa kim móc từ phía dưới lên qua thân mũi. Sau đó lại móc một móc xích và lại móc liên tiếp 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi kế tiếp này. 1, 2, 3. Sau đó lại móc 3 móc xích. 1, 2, 3. Và lại cũng bỏ qua cái thân mũi đơn này. Các bạn bỏ qua chân mũi đơn này. Và móc vào cái ô mũi kép này, móc liên tiếp cho mình 3 mũi đơn nổi vào đây. 1, 2, 3. Và cuối cùng còn một mũi ở đây. Còn một thân mũi ở đây. Thân mũi cuối cùng này, các bạn móc cho mình một mũi đơn chìm. Các bạn đưa kim móc từ phía dưới này, kéo sợi len qua. Chúng ta đã xong hàng thứ 3. Để móc tiếp hàng thứ 4, các bạn móc lên cho mình một móc xích, sau đó quay ngược sản phẩm lại. Và mũi đầu tiên, các bạn móc vào thân mũi này cho mình một mũi đơn. Các bạn lưu ý là cái mũi đơn này các bạn kéo thân mũi dài lên một chút. Sau đó móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân và cái chân của mũi đơn này. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai cùng chân, mũi kép thứ ba cùng chân. Sau đó lại móc tiếp một móc xích và các bạn móc một mũi đơn vào ô trống kế tiếp này. Chúng ta móc vào cái dây móc xích này một mũi đơn, sau đó lại móc tiếp một móc xích. Và tiếp theo các bạn bỏ qua 3 chân mũi 1, 2, 3 để móc vào cái ô trống này 3 mũi kép cùng chân. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai cùng chân, mũi kép thứ ba cùng chân. Sau đó móc tiếp cho mình một mũi kép nối. Các bạn móc vào cái thân mũi tiếp theo này. Sau đó lại móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân vào cái ô cái bên này. Một kép, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Các bạn lại móc tiếp một móc xích, sau đó móc một mũi đơn vào cái ô móc xích kế tiếp này. Chúng ta móc vào cái dây móc xích này một mũi đơn. Sau đó lại móc tiếp một móc xích. Và cuối cùng các bạn móc liên tiếp cho mình 4 mũi kép. Chúng ta bỏ qua 1, 2, 3 chân mũi. Các bạn nhìn kỹ cho mình 1, 2, 3. Và đến móc vào chân mũi thứ 4. Chân mũi thứ 4 này thì nhìn nó sẽ hơi khó một chút. Móc liên tiếp cho mình 4 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai cùng chân, mũi kép thứ ba cùng chân, mũi kép thứ tư cùng chân. Vậy là chúng ta đã xong hàng thứ 4. Để móc tiếp hàng thứ 5, các bạn móc lên cho mình một móc xích, sau đó lại móc một mũi đơn xuống cái thân mũi ở cuối cùng của hàng dưới này. Chúng ta quay ngược sản phẩm lại. Hàng thứ 5 này các bạn cũng móc giống hàng thứ 3. Ở đây các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 3 mũi đơn nối vào 3 thân mũi kế tiếp này. 1, 2, 3. Sau đó móc 3 móc xích 1, 2, 3. Và các bạn cũng bỏ qua cái chân mũi đơn này và móc vào 3 thân mũi kép ở ô tiếp theo này. 3 mũi đơn nối 1, 2, 3. Chúng ta lại móc tiếp một móc xích. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi kép chìm và cái thân mũi đấy kế tiếp này. Cái thân mũi ở đây. Các bạn đưa kim móc từ phía dưới lên qua thân mũi. Các bạn lại móc tiếp một móc xích. Sau đó lại móc liên tiếp 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi kế tiếp này. 1, 2, 3. Chúng ta lại móc tiếp 3 móc xích. 1, 2, 3. Các bạn cũng bỏ qua cái chân mũi đơn này và móc vào ô cuối cùng. Các bạn móc vào ô mũi kép này 3 mũi đơn nổi liên tiếp. 1, 2, 3. Cuối cùng các bạn móc một mũi đơn chìm vào cái thân mũi cuối cùng này. Chúng ta đưa kim móc từ phía dưới này, nó kéo đầu sợi lên này qua. Chúng ta đã móc xong hàng thứ 5. Để móc tiếp hàng thứ 6, các bạn móc cho mình một móc xích, sau đó quay ngược sản phẩm lại. Hàng thứ 6 này các bạn sẽ móc giống hàng thứ 4. Chúng ta cũng móc một mũi đơn vào thân mũi đầu tiên của hàng dưới. Các bạn lưu ý khi móc mũi đơn này, các bạn kéo dài thân mũi ra một chút. Tiếp theo, các bạn móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân vào đây. Kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Sau đó lại móc một móc xích và móc một mũi đơn vào dây móc xích kế tiếp này. Các bạn lại móc tiếp một móc xích. Sau đó móc liên tiếp 3 mũi kép cùng chân vào cái ô trống kế tiếp này. Các bạn bỏ qua 3 chân mũi 1, 2, 3 và móc vào ô trống này. Một kép, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Chúng ta lại móc tiếp một mũi kép nổi vào cái thân mũi kế bên này. Các bạn kéo dài thân mũi ra một chút. Tiếp theo các bạn lại móc 3 mũi kép cùng chân vào cái ô trống kế tiếp này. Một kép, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Sau đó lại móc một móc xích và lại móc tiếp một mũi đơn vào cái ô trống kế tiếp này. Tiếp theo là một móc xích và cuối cùng các bạn móc liên tiếp cho mình 4 mũi kép cùng chân. Các bạn bỏ qua 1, 2, 3 chân mũi 1, 2, 3 và móc vào chân mũi thứ 4 này. Các bạn nhìn kỹ, cái chân cuối cùng nó sẽ nhìn hơi khó một chút. 3 chân đầu thì nhìn rõ hơn này, 1, 2, 3, chân cuối cùng ở đây. một kép, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân, kép thứ tư cùng chân. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi nào được 1/2 vòng đầu của bé. Các bạn sẽ đo từ giữa cái thân bướm. Các bạn sẽ đo từ giữa thân bướm này đi. Nó sẽ không cố định là bao nhiêu mà các bạn sẽ đo vòng đầu của bé, sau đó tính từ giữa thân bướm này đi. Khi nào được 1/2 vòng đầu của bé, mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn móc cái phần kết nửa phần đầu đầu tiên. Các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như vậy. Sau khi các bạn móc đủ chiều rộng 1/2 vòng đầu của bé như thế này, chúng ta sẽ đo từ giữa thân con bướm. Ở đây mình lấy vòng đầu là 44 thì 1/2 sẽ là 22. Mình sẽ không cố định là bao nhiêu, tùy vào vòng đầu của bé để các bạn đo và tính số đo của vòng đầu. Với chiếc duy băng này thì mình tính vòng đầu là 44 thì 1/2 sẽ là 22. Và lưu ý cho mình hàng cuối cùng trước khi các bạn móc khuy sẽ là hàng mũi kép ở đây. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hàng khuy của chiếc duy băng này. Các bạn móc lên một móc xích, sau đó móc xuống Dưới thân mũi này một mũi đơn và móc tiếp 3 móc xích, 1 2 3, sau đó quay ngược sản phẩm lại và móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép nổi, xin lỗi các bạn, 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi kế tiếp này, 1 2 3. Như vậy là ở đây chúng ta đã có một cái khuy ở đây. Tiếp theo các bạn bỏ qua cái chân mũi đơn kế tiếp và móc vào 3 thân mũi kép này 3 mũi kép nổi, thế rồi các bạn 3 mũi đơn nổi, 1 2 3. Sau đó chúng ta lại bỏ qua cái thân mũi chìm này, các bạn bỏ qua cái thân mũi kép chìm này và móc 3 mũi móc xích, 1 2 3 và chúng ta móc liên tiếp vào 3 thân mũi kép này, 3 mũi đơn nổi, 1 2 3. Các bạn hãy móc tiếp. Chúng ta bỏ qua cái thân mũi đơn, bỏ qua cái chân mũi đơn này và móc liên tiếp cho mình 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi ở ô cuối cùng này, 1 2 3. Sau đó móc tiếp cho mình 3 móc xích, 1 2 3 và cuối cùng là một mũi đơn chìm, các bạn đưa kim móc từ phía dưới lên sau đó móc tiếp một mũi trượt xuống dưới cái thân mũi này, chúng ta cắt len. Như vậy là chúng ta đã được một nửa vòng đầu của bé. Tiếp theo các bạn dùng kim khâu len để giấu cái đầu sợi chỉ thừa này đi. Sau khi giấu đủ rồi các bạn cắt bớt cái đầu sợi len thừa đi. Tùy vào cái cốt của các bạn to hay bé để các bạn có thể để cái mũi móc xích ít hơn một chút hoặc to nhiều hơn một chút cũng được. Các bạn xỏ đưa thử cái cốt qua xem nó có vừa hay không. Đây là chúng ta đã được một nửa vòng đầu của bé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tiếp phần còn lại ở bên này. Ở bên đầu tiên các bạn móc từ mặt trái, hàng đầu tiên là mặt trái Thì bên thứ hai, hàng đầu tiên các bạn cũng sẽ phải móc từ mặt phải. Các bạn sẽ móc từ đây đi. Các bạn cũng móc giống như nửa trước chúng ta đã móc. Các bạn gầy mũi lên, thắt nút đầu sợi lên, tạo thành một vòng tròn. Và chúng ta cũng móc từ mặt trái này đi. Các bạn đưa kim móc qua đầu cánh bướm, kéo vòng tròn sợi len qua, sau đó móc 3 móc xích, 1, 2, 3. Và móc một mũi đơn cùng chân ở đây. Sau đó lại một móc xích. Và tiếp theo một mũi kép. Các bạn móc vào ô trống kế tiếp này. Sau đó lại 2 móc xích, 1, 2 và lại một mũi kép cùng chân ở đây. Các bạn lại móc tiếp một mũi kép sang ô kế tiếp và lại 2 móc xích, 1, 2. Chúng ta lại móc tiếp một mũi kép cùng chân vào đây. Các bạn lại móc tiếp một móc xích và đến ô cuối cùng này, các bạn móc vào đầu cánh bướm một mũi đơn, sau đó lại 2 móc xích, 1, 2 và lại móc tiếp một mũi đơn cùng chân ở đây. Chúng ta đã xong hàng đầu tiên. Các bạn móc tiếp hàng thứ hai. Các bạn móc lên cho mình 2 móc xích, 1, 2, sau đó quay ngược sản phẩm lại và các bạn cũng đưa cái đầu dây thừa này sang cái này. Và móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân và cái ô ở đầu cánh bướm này. Kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân, sau đó lại móc một móc xích và móc một mũi đơn vào ô trống kế tiếp này. Và lại móc tiếp một móc xích, sau đó móc 3 mũi kép cùng chân vào cái ô chữ V kế tiếp này. Một kép, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân, sau đó lại móc một mũi kép vào giữa cái ô chữ V này. Tiếp theo các bạn lại móc cho mình 3 mũi kép cùng chân và ô chữ V kế tiếp này. Kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân. Tiếp theo các bạn lại móc một móc xích và móc một mũi đơn và cái ô trống kế tiếp này. Các bạn lại móc tiếp một móc xích, sau đó móc liên tiếp 4 mũi kép vào cái ô cuối cùng này. Một, hai, ba, bốn. Vậy là chúng ta đã được hàng thứ hai. Các bạn cắt đầu sợi len thừa đấy đi. Để móc tiếp hàng thứ ba, các bạn móc lên cho mình một móc xích và móc xuống thân mũi cuối cùng của hàng dưới này, một mũi đơn, sau đó quay ngược sản phẩm lại và móc tiếp cho mình 3 mũi đơn, 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi kế tiếp này, 1 2 3, sau đó lại móc 3 móc xích 1 2 3 và bỏ qua cái chân mũi đơn này và móc liên tiếp 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi kế tiếp này, 1 2 3, sau đó lại móc 1 móc xích, tiếp theo là 1 mũi kép chìm, các bạn đưa thân mũi từ phía dưới lên, các bạn lại móc tiếp 1 móc xích, sau đó lại móc liên tiếp 3 mũi đơn nổi vào 3 thân mũi kế tiếp này, 1 2 3, chúng ta lại móc tiếp 3 móc xích 1 2 3 và cũng bỏ qua cái chân mũi đơn và móc vào 3 thân mũi kép này, 3 mũi đơn nổi, 1 2 3 và cuối cùng là 1 mũi đơn chìm, các bạn đưa kim móc từ phía dưới lên, chúng ta đã xong hàng thứ 3. Để móc tiếp hàng thứ 4, các bạn móc lên cho mình 1 móc xích, sau đó quay ngược sản phẩm lại và móc vào thân mũi đầu tiên này 1 mũi đơn, và tiếp theo móc liên tiếp cho mình 3 mũi kép cùng chân vào đây, kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân, sau đó lại 1 móc xích và móc tiếp 1 mũi đơn vào dây móc xích kế tiếp này, các bạn móc 1 mũi đơn vào cái ô trống ở đây và móc vào cái dây móc xích này, sau đó móc tiếp 1 móc xích, và ở đây các bạn cũng bỏ qua 3 chân mũi 1 2 3 và móc vào cái ô trống ở đây 3 mũi kép cùng chân, kép thứ nhất, kép thứ hai cùng chân, kép thứ ba cùng chân, sau đó lại móc tiếp 1 mũi kép nổi vào thân mũi kế tiếp này, chúng ta lại móc tiếp 3 mũi kép cùng chân vào cái ô trống kế bên này, 1 2 3, sau đó móc 1 móc xích và lại móc 1 mũi đơn vào ô trống kế tiếp, các bạn móc vào dây móc xích này, tiếp theo các bạn móc tiếp 1 móc xích và lại bỏ qua 3 chân mũi 1 2 3 và móc vào chân thứ 4 này, 4 mũi kép cùng chân, 1 2 3 4. Các bạn cứ móc lặp đi lặp lại giống như ở bên này, móc cho đủ vòng đầu của bé. Nếu như các bạn móc xong mà thấy nó hơi rộng thì các bạn có thể bớt ở phần bên này đi, nó lệch cái cúc một chút cũng không sao. Còn nếu như mà thấy nó hơi chật thì các bạn lại thêm hàng ở bên này để cho nó vừa đầu của bé. Các bạn móc tiếp, khi nào vừa đủ với vòng đầu của bé mình sẽ hướng dẫn tiếp hàng cuối cùng. Các bạn móc khi nào thiếu còn khoảng 1 cm nữa thì chúng ta móc 2 hàng cuối cùng. 2 hàng cuối cùng này nó sẽ khác một chút. Các bạn móc lên một móc xích, sau đó móc 1 mũi đơn xuống cái thân mũi dưới này và quay ngược sản phẩm lại. À, móc liên tiếp cho mình 6 mũi đơn nổi. 1 2 3. Chúng ta bỏ qua cái mũi đơn ở kế tiếp này và móc vào thân mũi kép. 4 5 6. Tiếp theo các bạn móc cho mình 1 mũi đơn chìm. Ở hàng trước chúng ta sẽ móc là mũi kép chìm, nhưng ở hàng này chúng ta sẽ móc là mũi đơn chìm. Các bạn đưa kim từ phía dưới này lên, sau đó lại móc liên tiếp cho mình 6 mũi đơn nổi. 1 2 3. Các bạn cũng bỏ qua cái mũi đơn ở kế tiếp này và móc sang cái ô mũi kép này. 4 5 6 và cuối cùng là 1 mũi đơn chìm. Các bạn đưa cái móc từ phía dưới này lên, tiếp theo chúng ta móc tới hàng cuối cùng. Các bạn móc lên 1 móc xích, sau đó quay ngược sản phẩm lại và móc liên tiếp cho mình 6 mũi kép chụm đầu. Mũi kép thứ nhất chúng ta giữ nguyên trên kim. Mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm, mũi kép thứ sáu. 1 2 3 4 5 6. Sau đó chúng ta rút chụm đầu và móc tiếp 1 móc xích. Sau đó các bạn lại móc cho mình liên tiếp 3 mũi đơn. Các bạn móc 3 mũi đơn vào 3 chân kế tiếp. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Sau đó lại móc cho mình 6 mũi kép chụm đầu. Mũi kép thứ nhất chúng ta giữ nguyên trên kim. Mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm, mũi kép thứ sáu, một hai ba bốn năm sáu. Sau đó chúng ta rút chụm đầu và móc tiếp 1 móc xích nữa và các bạn quay ngược sản phẩm lại và móc lên tiếp cho mình 5 mũi trượt. Mũi trượt thứ nhất, mũi trượt thứ hai, mũi trượt thứ ba, mũi trượt thứ tư, mũi trượt thứ 5. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần còn lại. Chúng ta cắt len, các bạn cắt dài ra một chút. để giấu nó dễ. Và các bạn dùng kim khâu len thì giấu cái đầu sợi chỉ thừa này đi. Sau khi giấu đủ rồi, các bạn cắt bớt cái đầu sợi chỉ thiên đi. Vậy là chúng ta đã xong. Bây giờ các bạn chỉ cần khâu cúc đây cho mình. Phần cúc này thì mình nghĩ ai cũng biết khâu, cho nên các bạn cứ khâu vào đây. 1, 2, 3. Các bạn khâu 3 cái cúc vào đây. Sau khi khâu cúc xong, và đây là sản phẩm của chúng ta đã hoàn thiện. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc chiếc duy băng có hình con bướm như thế này. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở video sau.